thông mến, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng sản phẩm tinh chất yến xào thiên nhiên Khánh Hòa. Đầu tiên ta sẽ cho 80ml nước vào trong một chiếc cốc. Sau đó ta sẽ cho 5g tinh chất yến xào thiên nhiên vào trong cốc. Chúng ta có thể sử dụng nước lọc thông thường, nước lạnh hoặc nước ấm tùy vào sở thích của mỗi người. Và quý vị lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng ngay sau khi đã mở bao bì quý vị nhé. Sau đó chúng ta sẽ khuấy đều sản phẩm đến khi hoàn toàn hòa tan. Và giờ đây chúng ta sẽ thưởng thức nha quý vị. Sản phẩm có vị ngọt thanh, rất là dễ uống và đặc biệt vẫn giữ được cái hương vị đặc trưng của tổ yến đảo thiên nhiên yến xào Khánh Hòa. Vâng, kính thưa quý vị, sản phẩm tinh chất yến xào thiên nhiên Khánh Hòa là một sản phẩm bổ dưỡng, mang tính tiện lợi, rất dễ sử dụng và phù hợp với tất